huấn luyện viên Erik ten Hag gửi tâm thư đến cổ động viên Man United. Rạng sáng ngày 2 tháng 11, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những trải lòng gửi đến cổ động viên Man United qua một bức thư đặc biệt. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã nói lời chia tay với các cổ động viên Man United. Cách đây ít ngày, ông Erik ten Hag đã bị ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sa thải sau thành tích bết bát từ đầu mùa. Trận cuối ông dẫn dắt Man United là vào cuối tuần trước, khi họ để thua West Ham 1-2 ở giải ngoại hạng Anh, Premier League. Sau 9 vòng, đội chủ sân Old Trafford chỉ đứng hạng 14. Với thành tích khó chấp nhận này, ông Erik ten Hag buộc phải ra đi. Sau gần 3 năm gắn bó, chiến lược gia người Hà Lan luôn mang đến nhiều tranh cãi dù đem về hai danh hiệu là Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh. Tối ngày 1 tháng 11, Man United thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Ruben Amorim là huấn luyện viên mới. Nhiều tiếng sau, Erik ten Hag đã có một bức tâm thư gửi đến các cổ động viên của Quỷ Đỏ. Tâm thư của ông có nội dung: gửi những người hâm mộ, tôi muốn cảm ơn các bạn vì luôn đồng hành cùng câu lạc bộ. Dù đó là một trận sân khách hay một trận sân nhà đầy khó khăn, sự ủng hộ của mọi người không bao giờ lung lay. Không khí tại Old Trafford luôn tràn đầy sức mạnh vì các bạn. Và cả ở những trận sân khách, tôi và đội bóng luôn cảm thấy đặc biệt khi nghe những tiếng cổ động lấn át đối phương. Dù đó là những trận đấu ở Anh, ở châu Âu hay đi du đấu, bầu không khí luôn cuồng nhiệt. Tôi luôn thích thú mỗi khi được gặp các cổ động viên của Manchester United trên toàn cầu. Các bạn truyền cảm hứng cho tôi và lan tỏa một sức mạnh về tình đoàn kết. Điều đó khiến người hâm mộ Man United đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã mang đến cho tôi cảm xúc này. Tôi cũng cảm ơn các nhân viên ở câu lạc bộ vì sự hỗ trợ nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Chúng ta đã giành được hai danh hiệu và tôi sẽ luôn tự hào về điều đó suốt cuộc đời này. Dĩ nhiên, giấc mơ của tôi là giành thêm nhiều chiếc cúp nữa nhưng đáng tiếc điều đó không thể thành hiện thực. Tôi chúc các cổ động viên Man United không gì khác ngoài sự thành công, danh hiệu và vinh quang. Các bạn đã ủng hộ tôi và sự ấm áp mà tôi nhận được đã giúp tôi cảm thấy như đang ở nhà. Xin cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời tôi.